bạn có biết được rằng những thân phận tù chính trị ẩn đằng sau song sắt giá trị cuộc đời của họ còn tệ hơn một con chó. Với những khẩu phần ăn mà ngay cả những vật nuôi yêu thương nhất bên cạnh cuộc đời bạn vẫn được cung cấp hàng ngày đầy đủ chất lượng, nhưng những thân phận ấy ngày qua ngày phải chịu đựng sự hao mòn về tinh thần, về thể lý. Chính vì thế, không gian này chúng tôi đang mở cửa rước bạn vào hành trình thăm tù nhân chính trị. Vâng, xin đồng hành cùng với tuổi trẻ yêu nước. Vâng, thưa quý vị, có những điều không chia sẻ cứ níu giữ trong lòng, chắc hẳn nỗi đau khổ trong tâm can ngày càng chất chồng. Những ai đi qua không gian phận là tù nhân chính trị hay là gia đình của họ, chắc hẳn rằng nơi đây không ít thì nhiều, trong xã hội này những thân nhân ấy luôn gặp phải những điều khó khăn khi có người đang mang án lao tù oan. Vì thế cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn khi cơm áo gạo tiền chất chồng trên mỗi đôi vai theo những giọt mồ hôi và nước mắt. Đã vậy, kiếm miếng ăn manh áo ngày qua ngày khó khăn lại càng khó khăn hơn khi gặp phải những sự áp bức từ phía công quyền cộng sản. Bùi Kim Phương là vợ của tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyện. Tôi không định kể nhưng lòng cảm thấy ấm ức. Sáng hôm kia là ngày 5 tây tháng 5 2023, tôi đi thăm anh Truyện. Sau khi làm thủ tục xong, chuẩn bị lên xe vào K5 gặp anh Truyện, có một cán bộ đứng ở chỗ chiếc xe nói với tôi là chị mặc đầm váy không được vào thăm gặp tù nhân. Tôi nói: vậy à, anh cho tôi biết quy định nào, điều nào cấm thân nhân thăm gặp không được mặc đầm váy cho tôi xem coi nào. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: chị thấy ở đây đâu có ai mặc đầm váy đâu. Tôi trả lời: họ mặc gì thì kệ họ, tôi không quan tâm. Còn tôi muốn mặc gì là quyền của tôi, không ai có cái quyền cấm đoán. Không lẽ không được mặc váy đẹp để đi thăm chồng hay sao? Và tôi sẽ tiếp tục mặc như thế này đi thăm chồng cho tới ngày chồng tôi được trả tự do. Sao? Há mồm ra vô duyên, dành hết phần của thiên hạ vậy hả? Này, anh đừng có ăn nói tùy tiện, muốn nói gì thì nói nghe. Tôi thăm chồng gần 6 năm qua, trải qua bao nhiêu trại giam từ B14 đến An Điềm, chưa một ai phàn nàn hay ý kiến cách ăn mặc của tôi, kể cả chồng tôi, vì đây là quyền riêng tư. Chỉ có cái trại gia chung thật là hắc ám, sao cứ phải kiếm chuyện với bà hoài vậy trời. Bà tu mà cứ chọc cho bà điên lên mới chịu là sao vậy hả? Lo xách đồ lên xe, ngó qua nhìn lại, hắn biến đâu mất tiêu hồi nào không hay luôn. Quan niệm của tôi là ở nhà thì mặc sao cũng được, nhưng khi ra ngoài thì phải mặc đẹp. Dù đi thăm tù đó là chồng của tôi cũng phải mặc đẹp, điệu từ trong bụng má mà điệu ra đó. Giờ là bớt điệu lắm rồi. Vô kể cho anh Truyện nghe, anh nói anh rất thích và luôn luôn muốn em mặc đẹp đi thăm anh. Bộ họ muốn em đi thăm anh mặc như ăn mày hay sao? Trong thảm hại thì họ mới vừa lòng hả dạ hay sao? Thiệt là kỳ này đi thăm đột xuất nên khi gặp anh Truyện khá bất ngờ nhưng rất mừng vui. Tinh thần anh luôn lạc quan và vững vàng, sức khỏe anh cũng tạm ổn, nhưng anh phải uống thuốc đều mỗi ngày, ăn uống kiêng khem nên bệnh tiểu thoát đường cũng đã giảm bớt xuống. Anh gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình hai bên nội ngoại, quý thầy, quý niên trưởng, quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo và tất cả các thân hữu gần xa, anh và anh em cùng khu, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn quan tâm đồng hành cùng gia đình tôi. Xin trân trọng